Bà con nghe những cái điều này, tôi mới nói cái này là bà con nhìn kỹ lại, bà con thấy nam là định tâm, mô không dục lợi chẳng cầu danh, đà là trừ dâm dục, nuôi vinh đủ duy dứt đắn đo giữ vô lành, đà là kim thân bất hoại, thật là xá lợi hiệu nhiều sanh. Nếu mình niệm được như vậy là niệm về ngay chân coi Phật, mình cầu xin cũng như mình làm cái đời cái gì đó, mình viết cái đơn cái sớ lên đưa lên ông quan ông ấp ông xã gì, tôi xin cái đó cái đó, mà còn chữ niệm Phật này mình xin với Phật mình sẽ được về cõi Phật đó bà con. Nó có lợi hơn biết bao nhiêu không, bà con dám niệm nó đi, nó có lợi lắm. Cái câu này á thì nó hay lắm nè bà con, ý nghĩa nó nhiều lắm đó. Thì ở đời này nè, mình không lo tu hành, mình cứ lo tranh đua vật chất tiền bạc, mà xin bà con nếu mình nhắm mắt rồi có đem theo được không bà con? Không, tới khi hoạn nạn có cái việc đau ốm bệnh hoạn thì mình kêu trời kêu Phật, Phật nào đứng cho, không có Phật. Lúc bình thường mình không có niệm Phật, không có cầu xin gian xin với Phật, mà tới đau ốm bệnh hoạn là kêu trời thì trời Phật không có cứu mình được đâu, chỉ có niệm Phật á thì trời Phật mới cứu được mình được qua cơn hoạn nạn đó. Lúc mà nguy khốn á nhờ tiếng niệm Phật mà cứu qua khỏi. Thôi tôi nói đó, đó tôi kể mẫu chuyện này cho bà con nghe. Lúc Đức Thầy còn ở tại Tổ Đình á, có ba người đi chiếc xuồng ở bên Đồng Tiến đi qua, đặng mà tới xin Đức Thầy đặng quy y cúng lại tu hành, mà đi nữa chừng chưa tới còn cho ma đuôi còn đứa sóng gió quá khứ nước vô muốn chìm xuồng, ai vừa bơi bơi ai tát tát, mà ai niệm Phật thì cứ niệm ba rồi niệm răng tiếng Phật hết đó, mà vừa bơi vừa tát cũng vậy, cái nước nó không vô xuồng nữa, bơi được vô tới bờ tát cho khô bơi vòng lên. Đức Thầy mới nói bạch thầy, con đi lên đây thì xin thầy chỉ cho con cách tu hành cúng lại niệm Phật. Đức Thầy mới nói Phật ở đây đâu có, ở dưới đuôi đuôi còn quá, lên đây hết Phật ơi. Bà con thấy Đức Thầy nói câu đó là ý nghĩa như thế nào, bà con nghiên cứu coi. Đức Thầy nói mấy người đó lúc có lâm nạn á thì mới giải Phật niệm Phật, mà hết rồi thì đâu còn tưởng tới nữa đó. Thấy Đức Thầy nói như vậy cho mình thấy mình hiểu, là mình tu hành ráng niệm Phật là mà trì chí mới được. Cái niệm Phật này là không cần thời khắc cúng lại, không cần biểu sáng chiều đó. Mà con cái là giờ nào mình niệm Phật cũng được hết, cái đó là cái chốt tu tắt đó bà con. Tu dòng á thì coi theo kinh sách lần 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 lần, lần. Đó là tu dòng. Còn tu tắt pháp môn tịnh độ của Đức Phật A Di Đà có 6 chữ A Di Đà thôi, là tu tắt lúc mạnh lúc gì cũng vậy. Dạ dạ thì hôm nay á mấy anh em tụi con đi đến đây thì con gặp lại ông ngoại. Thì ông ngoại ơi, thì trong cái năm thìn này nè thì có rất là nhiều cái cuộc biến chuyển, thì mới đây á mình chuẩn bị mình đón nhận cái cơn bão là kêu là Kagon á, thì cái con gió này á thì nó giật lên tới cấp 15 đến 17, thì cái cơn bão này nó rất là mạnh. Thì con cũng có một cái câu á, thì như vậy là cũng mong ông ngoại giải dùm cho con với tất cả cộng đồng được nghe. Trong 2000 sự biến Thất Sơn, biến thiên biến địa biến nhân thay thay đời, biến hết thảo mộc lại biến lời, gã gời thân thể cho đời khinh khi. Và A Di Đà Phật.
cháu hỏi cái câu đó. Dạ. Thì tôi trả lời là nghe câu đó. Dạ. Hai làm những biết hết trơn. Dạ. Biến thiên, biến địa, biến nhân, biến người. Cái đó là áp dụng cho mình thấy cái cuộc trần này đã sắp cái màn thay đổi người và vật, thay đổi tất cả. Dạ. Mà đều còn nói tới chưa, chưa tới, nó phải có mà chưa tới, chưa tới cái lớp đó, mà cái lớp còn cái việc này việc nọ là nó có xảy ra là nhiều việc là biến đổi như là bão lụt, là mưa gió bất thường này kia, thì nó có. Còn cái câu đó ám chỉ chưa tới nó. Dạ. Còn mà phải có, không bao giờ không có. Dạ. Thì như những cái sự việc vừa rồi á, thì có nhiều người á, thì bắt đầu là người ta chọn những cái con đường mà bắt đầu là người ta đi tu tập, phải không? Dạ. Thì người ta nói gì đâu, thì tu là để sửa, mà sửa rồi á, thì có nhầm người ta nói cao nữa là tu để tìm cái con đường giải thoát. Mà hôm nay thì con cũng mong ông nói cho mọi người nghe cái con đường giải thoát để làm cái gì đó. Dạ. Tu là để sửa, mà sửa trong cái bản thân mình cái điều nào chính đáng làm và nói, đừng có bừa bãi là nói như vậy. Còn để mà tìm đường giải thoát, giải thoát là giải thoát cho cái linh hồn mình sau này được về cái cõi an nhàn, cõi Phật A Di Đà, chứ không phải giải thoát mà để đi lên lên xuống xuống đảo lộn như cái dòng bánh xe luân chuyển nữa mới kêu gọi là giải thoát. Còn nếu mà còn lên lên xuống xuống là luân hồi, luân hồi. Thì coi như là ai cũng có việc đó là trải qua cái sinh và cái lão và cái tử. Thì nếu mà cái con người mình đó, mà nếu mà mình sống tốt không, thì có thể là mình được lên một cái mốc mới không ạ? Được. Nếu con người mà làm biết làm cái chuyện nhân chuyện nghĩa chuyện phải, thì có thể là tiếp tục tới một cái mốc chu kỳ tới, là cái bóng đó là Phật đưa mình về cái ngày lập hội lâm qua, có mặt tại đó. Mà có mặt tại đó rồi á, thì đã hưởng một đời một kiếp người đó tới một muôn tuổi rồi, chứ không phải như cái tuổi hiện giờ của chúng sanh có mấy mươi tuổi cái thấy rồi tiêu. Hình như theo con được biết là một muôn như vậy là tới 12.000 lần, phải không ạ? 12.000 năm. Cái hội Long Hoa thì cũng có rất là nhiều người ta đã biết rồi, nhưng mà hôm nay có câu hỏi khán giả thì con cũng nhắc lại ha. Thì ngàn có người thì người ta giải thích như vậy nào, hội Long Hoa là long là rồng, hoa là cái cây hoa, là khi mà cái cây hoa nó nở ra cái hình con rồng là khi đó là tới ngày lập hội, đúng như vậy đúng không? Không phải. Người đó tả diễn cái chỗ đó là nó không có đúng. Ngày lập hội Long Hoa là lúc lập hội hôm qua là đền vua nổi dậy, nổi lên trước rồi, mà còn ở ngoài này thì hỗn loạn, cái việc đời chết chóc sẽ ra dữ lắm. Mà người nào mà bước lọt vô trong vòng bốn con khỉ thì bình yên, không có chuyện gì xảy ra. Mà ở ngoài này thì có vụ dịch đau ốm mà chiến tranh gì đó là vẫn có, mà hầm tha sáu bắc là ở ngoài, mà lót vô vòng bốn thẻ thì mình đi đâu có gì hết. Thì ngày lập hội hôm qua đó là ngày có vua có chúa rồi, mới là ngày lập hội mở kỳ thi chọn cái người hiền đức đồng mập họ chân chúa. Thì cũng có câu hỏi như vậy nào, thì con cũng mong ông gieo cho mọi người nghe để hiểu. Chừng nào nghe một tiếng âm thanh lạ quê lạ cảnh, bình minh lạ người, lạ non lạ núi, dạng nói cười, mặt mày lơ láo như người cùng phu. Dạ.
cái câu nói đó đó là câu nói vô ngay chân cái đề ngày là hội hôm qua, trước ngày giờ là hội hôm qua. Bởi nói á, trong gia đình mà cuộc đùm lợi ngủ đêm thức giấc đứt đùm không hay, là lúc đó rồi người này nhìn kia, người kia nhìn nọ là không ai biết ai nữa, không phải chung gia đình mình mà không phải biết là vợ con cha mẹ mình thấy như người cha là tới mấy ngày sau mới tỉnh tù đó. Là ngay chân cái lúc đó đó thì trong cái trong cái ngày mà giống như là nếu mà lập hội hôm qua rồi thì có phải là ai cũng được vào hay là mình phải biết tu hành này kia không? Không phải ai được vào, có chỉ người tu hiền đức mới được vào cõi đó. Cõi đó chỗ đó rồi á thì ở lại một cái đời mới rồi. Còn không có tu ai là tu nửa chừng, ai là tu không đúng cách thì ở ngoài này bị hành phạt thầm tha xấu bắt giấy đầy á. Thì nếu nếu như mà trong cái cuộc biến chuyển này mà mình biết tu á, mà biết sợ biết hành biết xử này kia mà đúng với cái đạo con người mình á, thì có thể là mình sẽ được về được đó, được vô trong coi đó là mình lập cái đời mới mới lại mình hưởng thụ muôn ngàn kiếp muôn ngàn tuổi trong đó. Mình sống hơn tuổi lão bệnh, lão bệnh có 800 năm mình phải hơn tuổi lão bệnh đó. Thì có là một vị khán giả người ta hỏi ông ngoại gì nè, nói thấy ông có cái hình tướng mà với lại cái bộ râu rất là đẹp, thì hôm nay thì ông cũng mong cho ông chia sẻ về cái bộ râu của ông á, thì để bao lâu rồi đó, mong ông chia sẻ. Thôi nói với bà con, những bà con muốn tìm hiểu về cái bộ râu thì tôi sẽ trình bày cho bà con thấy. Cái công trình để râu á nó khó lắm, không phải dễ đâu, nó thì rất dễ mà nó có điều kiện. Vì tôi có hình tướng lúc đó gái á, mình có vợ rồi mà gái cũng đeo đuổi theo hoài, thành ra mình không muốn đây đụng chạm với cái cảnh đời lăng nhăng, mới để râu chi cho nó mọc sùm lên thấy xấu xí đó, đặng cho người ta đừng có đeo đuổi theo mình. Mà thời dịp như vậy đó mà mới để bộ râu được tới bây giờ là 52 năm. Hầu như là nếu mà tính về cái bộ râu á thì của ông là rất đẹp. Có những cái người mà khán giả người ta lên người ta nói gì nè, ví dụ như nếu mà mình tu mà nó tốt á thì mới để được cái bộ râu nó đẹp như vậy, còn mình tu mà giống như là nhiều khi mà chưa có đúng á thì những cái bộ râu á nó sẽ nhìn nó không có đẹp, phải không ạ? Cũng phải đó. Mà hành cho đúng pháp chân lý á, cái con người mình á, hồi trước thí dụ mà đẹp 7 phải không? Thì còn 3 phần này vẫn sửa lại đẹp mực. Đẹp tướng luôn. Thì có những cái vị người ta nói là 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Khi mà cái con người ta mà bắt đầu là tu sửa đó thì cái nguồn năng lượng mà tốt đó thì mình phát ra từ từ là cái thân của mình nó sẽ không có năng lượng nó sẽ thay đổi theo cái định điều tốt điều lành. Thì con hôm nay con cũng mong ông duyên viên có cái câu này nè, luồng căn điển chuyển qua như chớp, chuyển căn tiền cắt lớp người xưa đó không? Con cũng mong ông giải nghĩa cái câu này cho mọi người nghe. Luồng căn điển nhán qua như chớp là mau lẹ bà con ơi, mau lẹ chớp nhán à. Đó. Cái tuần đời này cũng vậy, chớp qua một cái là thấy rồi, mà sửa hình tướng vậy, chớp qua một cái là rồi sửa hình tướng cho mọi người nhau. Điển căn tiền nhắc lớp người xưa là nhắc thời kỳ của Đức Phật, đó là người xưa tu hành như thế nào, làm sao mình phải noi theo cái quyết chí đó là mình tu hành được đắc pháp đắc đạo đắc quả Phật. Bây giờ không đắc thì kiếp sau mình tu tiếp nhất định phải đắc quả Phật, còn không tu thì không có. Nếu mình tu thì không kiếp này qua kiếp khác, mà có tu mới có nè, chứ không tu là không có, là không tu thì kiếp này là mãn rồi đó.
Với lại con cũng muốn hỏi ông á, là khi mà những cái nhà sư mà người ta tu, người ta đã đắc đạo rồi đó, thì tại sao mà cái thân của người ta giống như là kêu là kim thân mà không bị quậy không? Thì con cũng mong ông hôm nay ông diễn nói cho mọi người nghe. Cái đó là một cái duyên căn thần của cái người đó tu chính đáng bởi mới để cho một cái hình tướng y như vậy làm cho bà con mình nhìn thấy vô mà thấy rồi mà biết sửa đổi, biết tu hành cho chính chắn như ông đạo sư đó. Bởi cái người còn nếu mà thiêu thì ra có cái hộp người thiêu cái hộp gì nhà mua còn mình không tu thì tiêu hết trơn không có đâu. Không còn. Bây giờ tất cả trên thế gian này làm việc gì cũng nhờ tu. Bà con thấy nè, hiện tiền là bà con nhìn kỹ rồi thì bà con biết cái tu nó có cái lợi ích như thế nào đó. Như tại sao ở miền Tây mình nhiều người tu thành ra ít có bị bão nè, ngập lụt nè, bị sụp đổ nè, đó cũng có trong phải không một phần ít nào thôi, không phải như mấy ông miền ngoài là nó như vậy. Còn cái thứ hai nữa nè, nhờ tu nhiều mấy trận dịch vừa qua trong mình đâu có gì, cũng có bị dịch gì bị chết gì mà đều nó không gì, chỉ có mấy người không biết tu mới có chết. Khi những người có tu rồi là không chết. Tôi nè lúc dịch nè, mới chính là bản thân tôi tiếp xúc với những người bệnh trở đi bệnh viện mà tôi đâu có sao, bên kia đâu cho, mà tôi bình thường không bịt khẩu trang không gì hết. Là như bà con thấy cái việc tu này nó quy lực nó mạnh như cỡ nào rồi, bà con thấy. Thì có một số vị khán giả nói gì nè ngoài, thì hôm rồi mà đi cứu trợ á thì đi ra ngoài đó, đó thì mình có phát những cái phần quà phần gạo, nhưng mà thì cũng nói những cái lời này mong cô chú anh chị nghe hiểu thì thông cảm bỏ qua. Thì cái này mình chỉ nhắc lại thôi, thì nói là phát cho cô đó một cái thùng mì, nhưng mà mong cô đó nói là một tiếng là Nam Mô A Di Đà Phật đi, nhưng mà cô đó thì cổ không có biết là nói như vậy, nói là dù cho thì nhận, nhưng mà còn cái đó thì không có nói, giống như được thì cho đó. Thì con cũng mong ngoại dù như sau khi mà nghe được cái lời này đó, thì ông ngoại có cái lời nào nói cho những cái người đó nghe để người ta bắt đầu giác ngộ không ngoại? Nếu tôi nói đây á, dạ, cái cô nào mà đúng ngay chân cái lúc nhận của mày đó, dạ, bà con nói với mình niệm Nam Mô Di Phật đi, không biết thì phải hỏi niệm đó làm sao, có tác dụng gì không thì hỏi, tại sao không hỏi thì quá dở nha. Cô ấy phải niệm Phật nhờ bản thân mình, còn tu hành niệm Phật nhiều tu được đắc đạo, tu được chính chắn, không phải một bản thân mình đâu, cứu được ông bà cha mẹ tổ tiên mình, không phải là riêng mình đâu. Nhờ cái niệm Phật đó mà mình ít có bị bệnh hoạn nè, đau ốm nè, có bị bão lụt mà đó. Dạ, như vậy. Sao cô không nhìn kỹ những trong miền Nam này? Nói chung á, thì không phải người nào cũng niệm Phật hết, mà ít nhiều cũng có đó. Thành ra đỡ dụ dịch bệnh đó, là chiến tranh đó, là cái đau ốm bão lụt này kia thì hơn mấy con ngoài. Cô nhìn kỹ vô đó, cô từ xưa giờ chưa biết niệm Phật, người ta nói thì cô sửa đổi đi, cũng ráng niệm đi. Tôi nhắc cái này nữa cô nghe nè, cái lúc bà ở tại dòng nhỏ Mỹ Tho, bà cô ba bán cháo gà đi xuống địa ngục dưới đó, bị thấy hành hạ tiếng dữ lắm. Cổ mới biểu người ta nói thôi giờ mấy ông dám niệm Phật đi,
thì nghe tôi, thì người nào nghe lời niệm Phật được thì được thông thả, mà người nào không chịu thì vẫn hành pháp dữ dội như thường đó. Thì thấy hiệu lực cái niệm Phật như vậy á, cô đó ráng niệm Phật đi, mà tất cả bà con cũng vậy, ráng niệm Phật chứ không phải riêng mình cô đó. Niệm rồi thì mình dẫn dắt chỉ qua lại với nhau để niệm Phật sửa đổi cái bản thân mình, có lợi gì lắm bà con ơi. Vậy là ông ngoại cũng có những cái lời nhắn cho cái cô đó, thì mình cũng mong là những ai mà chưa biết tu tập hoặc là chưa có biết niệm một cái câu là Lục Tự Di Đà, thì mọi người ơi, thì cái câu này nó uy diệu lắm, thì mình cũng mong là mọi người khi nào đã phát nguyện rồi á thì hãy bắt đầu niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Thì cái câu này nó rất là uy diệu, có thể là những khi mà những cái trong những cái cuộc sống mà mình đang có những cái hoạn nạn khó khăn á, thì mình niệm có thể là mình giải nghiệp, tiêu trừ nghiệp chướng. Thì ông ngoại, từ khi mà ông ngoại niệm cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật đó ông ngoại, thì ông ngoại có cái cảm giác như thế nào, ông ngoại chia sẻ cho mọi người đó ông ngoại. Bà con nghe những cái điều này tôi nói cái này là bà con nhìn kỹ lại, bà con thấy Nam là định tâm, Mô không dục lợi chẳng rầu danh, Đà là trừ dâm dục, Ngu sinh đủ duy dứt tấn đo giữ có lành, Đà là kim thân bất hoại, Phật là xá lợi hiệu như sanh. Nếu mình niệm được như vậy là niệm về ngay chân coi Phật, mình cầu xin cũng như mình làm cái đời cái gì đó, mình viết cái đơn cái sớ lên đưa lên ông quan ông ấp ông xã gì, tôi xin cái đó cái đó. Mà còn chữ niệm Phật này, mình xin với Phật mình sẽ được về khỏi Phật đó bà con. Nó có lợi hơn biết bao nhiêu không, bà con dám niệm nó đi, nó có lợi gì lắm. Thì hôm nay á thì cũng có một cái câu như thế này đó: bây giờ hí hởn không lo, gặp cơn bát loạn nằm co kêu trời, lo giàu ít kẻ lo đời, gặp cơn bát loạn kêu trời thấu đâu. Thì hôm nay cái câu này nó cũng rất là có ý nghĩa, thì con cũng mong ông giải cho mọi người nghe. Thì vì sao mà có những cái lời gì hay ý đẹp như vậy á ông ngoại? Cái câu này á thì nó hay lắm nè bà con, ý nghĩa nó dữ lắm. Thì ở đời này nè, mình không lo tu hành, mình cứ lo tranh đua vật chất tiền bạc, mà xin bà con nếu mình nhắm mắt rồi có đem theo được không bà con? Không, tới khi hoạn nạn có cái việc đau ốm bệnh hoạn thì mình kêu trời kêu Phật, Phật nào đứng cho. Lúc bình thường mình không có niệm Phật, không có cầu xin gian xin với Phật, mà tới đau ốm bệnh hoạn thì kêu trời, thì trời Phật không có cứu mình được đâu. Chỉ có niệm Phật á thì trời Phật mới cứu được mình được qua cơn hoạn nạn đó. Lúc mà nguy khốn á, nhờ tiếng niệm Phật mà cứu qua khỏi. Thôi tôi nói đó, đó tôi kể mẫu chuyện này cho bà con nghe. Lúc Đức Thầy còn ở tại Tổ Đình á, có ba người đi chiếc xuồng ở bên Đồng Tiến đi qua, đặng mà tới xin Đức Thầy đặng mà quy y cúng lại tu hành, mà đi nữa chừng chưa tới còn con ma đuôi còn đứa sóng gió quá khứ nước vô muốn chìm xuồng, ai vừa bơi bơi ai tát tát, mà ai niệm Phật thì cứ niệm ba rồi niệm răng tiếng Phật hết đó. Mà vừa bơi vừa tát và cũng vậy, cái nước nó không vô xuồng nữa, bơi được vô tới bờ tát cho khô, bơi vòng lên Đức Thầy mới nói: bà thầy, con đi lên đây á, thì xin thầy chỉ cho con cách tu hành cúng lại niệm Phật. Đức Thầy mới nói: Phật ở đây đâu có, ở dưới đuôi đuôi còn quá, lên đây hết Phật ơi. Bà con thấy Đức Thầy nói câu đó là ý nghĩa như thế nào, bà con nghiên cứu coi.
Đức thầy nói mấy người đó lúc có lâm nạn á thì mới giải Phật, niệm Phật mà hết rồi thì đâu còn tưởng tới nữa. Đó, thấy chưa? Phật nói như vậy cho mình thấy, mình hiểu là mình tu hành ráng niệm Phật là mà trì chí mới được. Cái niệm Phật này là không cần thời khắc, cúng lại không cần biểu sáng chiều. Đó. Mà con cái là giờ nào mình niệm Phật cũng được hết. Cái đó là cái chốt tu tắc đó bà con. Tu dòng á thì coi theo kinh sách lần lần. Đó là tu dòng. Còn tu tắc pháp môn tịnh độ của Đức Phật A Di Đà, có sao chữ A Di Đà thôi. Đó, lúc mạnh lúc gì cũng vậy, làm gì cũng được hết, cũng gánh niệm. Còn nhớ cái điều đó là quý nhất. Thì trong trong những cái cuộc mà biến chuyển như những cái ngày mà xã hội hiện đại hiện nay và giống như là bây giờ đó, thì con người ta thì nói chung là chạy theo cái đồng tiền không à, cái nhất. Cái thứ hai nữa là về cái mặt đạo đức đó, thì bây giờ là hầu như là khi nào mà đã chạy tới cái thời kỳ mà giống như là đã nằm bệnh viện rồi đó, thì bắt đầu mới hồi hướng, chứ không có phải mà biết cái hồi hướng trước. Thì giống như cái câu này cũng nhắc lại cho mọi người nghe đó, thì mình phòng trước khi mà mình bệnh đi mọi người. Thì ông ngoại có cái lời nào nói cho mọi người để mọi người biết mà gắng cố gắng mà lo tu tập không ạ? Giờ không, tôi nói cái này. Dạ. Tôi nói cách khác mà nó cũng vô cái ý này. Dạ. Nói cho bà con mình nghe. Lúc thường thường á, bình thường á, làm ăn được á, thì có tiền có bạc cứ chạy lo đồng tiền, không có lo tu. Đó. Mà tới việc có đau ốm rồi đó, kêu Phật trời nào mà cứu cho. Nè, tôi nói bà con này, chính là cái thân xác của mình, mình giữ chưa được nha bà con, chứ đừng nói tiền bạc. Đó. Còn mình không niệm trước, rồi tới mình đau ốm quá khứ, mình đâu có nhớ tưởng tới, đâu có tưởng tới. Mà có niệm á, Phật mới cứu mình, mới độ mình cái bệnh. Bệnh nặng thành nhẹ, nhẹ mới hết bệnh. Tôi nói thiệt bà con tôi nè, chết, nếu mà chết là trên 6 năm rồi đó. Bác sĩ thành phố chạy tôi luôn rồi đó. Tôi vừa tới đây không có trị được, ai trị hết. Thuốc Tây, thuốc Nam, thuốc Bắc, không trị được. Mà chỉ là tôi chánh tỉnh với mấy đứa con tôi là máy bay đừng lo, chết chóc gì, đâu có sợ. Mà đều 100 người đều thấy đều chết 100 người, bộ não đi khám là nó xám hết, không còn. Tại sao tôi không chết mà hiện nay tôi còn ngồi nói chuyện với bà con được, là nguyên nhân do cái tu hành chỉ trí. Mà con cái này là mới được ra cái đó. Tôi mới khẩn giái ơn trên á, tôi nói giờ bệnh viện là chưa chạy hết rồi, ơn trên trời Phật á, các vị thần thánh nào nếu thấy tôi còn giúp đời được ai là cái gì đó, còn niệm Phật được thiếu sót cái gì đó thì cho tôi niệm Phật thêm tiếp. Còn nếu mà tôi hết rồi thì dẫn tôi đi bất cứ giờ nào, không có nói mơ chiều năm bữa ba bữa, không có. Tôi cầu nguyện có ba đêm gặp năm ông già, mà ba ông râu dài mà hai ông thì không có râu, ngồi trên cái bàn hội nghị. Cái tôi mới lết lại ngồi gần, dự định mình á vừa nghe mà đang hỏi xin thuốc. Cái mấy ông dòm dòm qua lại với mấy ông, cái mấy ông biểu xè tay ra. Cái tôi xè tay ra, tôi xè tay mặt. Cái tôi nhớ chật lời nam tả nữ hữu, tôi giúp tay mặt như tôi đưa tay trái ra. Cái ông nổ nó miếng lên trên cái tay trái. Cái tôi để về mà tôi định vậy. Tôi suy nghĩ, tại nãy mình đưa tay mặt mà mình giúp rồi, bởi ông giận, ông nổ lên cái gì.
Tôi luôn suy nghĩ vậy. Thì mấy ổng nói trong bụng của mấy ổng chứ không có ra, mà mình nghĩ nó phải vậy. Nhưng không phải, này ổng cho thuốc chứ không phải là đưa tay mặt tay trái gì. Mà ổng cắm vô trong cái nước miếng trong lòng bàn tay mình, ổng chà lên đầu tôi ba cái, rồi còn miếng tôi kêu tôi chà hết luôn. Thì trong đêm đó sáng là tôi nhẹ 50% bệnh. Rồi tôi làm tiếp có 2-3 ngày nữa là hết bệnh luôn. Tới giờ sau đi khám thì bộ não nó tháng tư là đi bình thường. Mà giờ còn nói chuyện với bà con được đây đó là nhờ có cái công đức tu hành đó bà con à. Cái mình chết đó mà không chết đó. Trời Phật mới cứu mình được là vậy đó. Theo như ông phải nói như vậy là nó bị đen á, đen là nó bị chắc nó bị nhiễm trùng phải không ạ? À? Nó không bị cái gì, đâu có gì nhiễm trùng, là đâu có cái gì nứt nó lủng lỗ gì đâu mà vô nhiễm trùng. Dạ, nó bị thì nó đau nó bệnh. À, giống như đi chụp X quang rồi thấy giống như là có màn dịch đó, thường thường là có màn dịch. Giờ gắt khăn, dạ. Mà giờ nó không ăn ở ngoài, ăn vô trong. Ngộ quá không ạ? Ăn vô trong. Giờ dắt khăn ngay, giờ dắt khăn ngoài rồi phun răng cắn ha, là tiêu à. Không biết muôn ngàn bệnh nào rồi, mình chỉ ta thành cái ông thử rồi mình. Không đưa ra ngoài, mà đưa cái bệnh nặng hơn, đưa vô trong. Còn có cách nào chị không? Thì nhờ cái mình tu hành Phật Pháp, mình xin cứu ơn trên cho thuốc. Đó là nói vậy. Chứ nếu mình không có tu hành mình đâu có biết cái gì đâu. Coi như là ông ngoại mới mới giang sinh với ông bà cũ quyền của mình ha. Giống như mình già chị sinh cũ quyền. Dạ. Với các Phật tổ thầy. Dạ. Ngày kia gia hộ nếu mà tôi còn sống giúp đời được. Dạ. Thì cho thuốc, còn không thì dẫn đi bất cứ giờ nào. Không có hẹn giờ, không hẹn ngày. Dạ. Không có hẹn giờ, hẹn ngày ha. Ờ, ba đêm như vậy thì ông cho thuốc á. Dạ. Thì hôm nay á, thì đi đến đây á, thì cũng có một cái vị khán giả hỏi theo cái sự hiểu biết của ông á. Thì có phải là vì năm cái ông thẻ á, thì khi mà ngày xưa đã cấm trên cái đất xứ An Giang của mình á, thì làm cho mưa thuận gió hòa. Ông thì con cũng mong ông chia sẻ, ông kể cho mọi người nghe không ạ? Cái năm ông thẻ này á, không phải cấm vô đó. Dạ. Mà làm cho mưa thuận gió hòa ngăn bà con. Tôi nói vậy rồi bà con suy nghĩ, rồi nếu tôi nói đúng thì bà con cho đúng, còn nếu mà trên là sai thì nhờ bà con quan hỷ do ngang. Năm ông thẻ này là Đức Phật Thầy Tây An sai Đức Cố đi cấm bốn ông thẻ ở dưới trần. Ông chỉ cấm tại đâu, tại đâu, tại đâu là Phật Thầy Tây An chỉ Đức Cố đi cấm. Còn cái thẻ thứ năm cấm trên nương cấm thì Đức Cố đem tới đó cấm xuống, thì lấy cái mạch ếm của tàu, nó ếm trước ếm dưới đem lên đi chỗ khác. Bốn chỗ ở dưới này đều lấy bốn cái thẻ ếm của người tàu. Nó ếm thì đặng cho mình ếm lâm mạch, không cho mình lát nữa có vua đó. Bởi Đức Thầy như Phật Thầy Tây An á mới nói năm ông thẻ không lẽ số tàu, bị ông biết tàu nó làm vậy rồi ông mới sai Đức Cố đi cấm đó, lấy lên cấm tại đó. Mà nhờ cái giống như là năm ông thẻ này giống như mình mới trắng lại để cho con người ta biết đó, giống như là một cái sự tu tập hay sao mà. Thì cái ý định á, dạ. Năm ông thẻ này nè như vậy á, một ông thẻ xuống mương là núi cấm trần lát mà sấm nổ đứng đầu á. Dạ. Thì núi sẽ nổ bành ra. Dạ. Trải bằng ra tới bốn ông thẻ đó. Dạ. Đá trải bằng đó, cũng như mình đúc nhà mình trắng. Dạ. Đổ đá cát trắng bằng như vậy đó. Dạ. Mà tới chừng nào mà mình vô được trong đó đó. Dạ. Là người ở trong đó bình yên, không có chuyện gì xảy ra. Còn ông này đau dịch cũng chết nè, thầm tha xấu bắt nè, chừng đó hết.
trên non núi rồi rắn rít xuống lũ, không có cải xiết đâu, không cải xiết đâu, mà nó ăn hại á là những người không tu. Thú dữ chứ, thấy người tu nó mệt quá đầu, người không tu nó mới họ hầu ăn ai, nó là nó ăn liền xé, ăn no rồi xé bỏ cắn quăng lục, nó là nó vậy. Thì có nghĩa là giống như ông ngoại nói là mấy người mà người ta ăn, người ta có tu á thì người ta ăn tương ăn lạc này kia, thành ra trong cái cơ thể nó không có mùi tanh á. Không phải là mấy con thú nó hửi hửi nó biết không ạ? Không ạ. Dạ không phải ạ. Cha họ nói vậy nó không phải vậy. Dạ. Cái tu này nè. Dạ. Ăn tương ăn lạc. Theo tôi nói nhiều lần rồi. Mà tôi nói đây á thì bà con coi được nghe trong clip này rồi nghiên cứu kỹ rồi tôi nói đúng hay sai nha. Ăn tương này á là mình cử sát sanh. Bởi mình ăn tương rồi đâu còn sát sanh. Thì mình nhẹ là tội sát sanh. Chứ ăn tương không phải là tu. À, không phải là tu, mới biết tu. Biết tu mới ăn tương. Còn tu á là lo hành cái bản thân mình. Nói chuyện và làm gì tất cả với bà con hết là do trong thân tâm của mình. Đó, đó mới là tu. Chứ còn ăn tương là ăn. Chứ những người ăn tương mà cũng đi bắt cá, rồi cũng đi làm này làm kia, cũng đi gây lộn, cũng ăn trộm ăn cắp ra rồi đâu phải tu. Đó, nguyên nhân cái tu nó là vậy. Yeah. Còn người ta nói là đi tu là liền với chữ hành, thì có phải là mình đi học những cái kinh sách của Đức Phật Đức Thầy rồi bắt đầu là mình mới phải hành mình thực hiện không? Cái mình hành theo cái gì của Phật Thầy á, yeah. Là Đức Thầy á, thì chắc có thế gian này mình hiếm có người, hiếm là ít lắm, một vài người chưa chắc là được. Mà còn hành này á thì tất cả nó rất dễ, mà nói dễ thì chứ nó cũng rất khó. Biết thì nó dễ, không biết là nó rất khó. Cái việc gì tâm hồn mình nhìn kỹ cái việc đó thôi, đúng sai là mình hành đúng thì mình nói mình làm, còn sai thì thống đừng làm. Cái đó là hành đó. Nghĩa là mình làm xong rồi bắt đầu mình ngồi mình hành, mình xong rồi mình bắt đầu mình ngồi mình tỉnh lại coi những cái việc mình làm, coi hướng sắp tới coi nó đã đúng hay sai hay không. Đúng rồi. Thì có một cái câu hỏi của khán giả này, thì ngài cũng có nói gì nè, thì bấy lâu nay bấy lâu á thì ta cũng trở về ở, mà nếu mà theo ông á thì Đức Thầy có thể là về một là tổ đình, hai là ở trong cái gia chung, thì theo ông là Đức Thầy cái đó là trước ngày Đức Thầy vắng mặt á. Dạ. Là Đức Thầy nói trước 11 ngày. Dạ. Rồi Đức Thầy mới vắng mặt. Dạ. Ít lâu ta cũng trở về khuyên trong bổn đạo chứ hề lãng phai. Dạ. Thì anh tu đi, ông đi một thời gian à, ông cũng về chứ ông không bỏ luôn. À, về chi đang mà phân xử có ai có tu không tu, đừng nói Đức Thầy đi như vậy không biết nhé, có tả mạng quan hậu bạn quan ghi chép ra này. Thế Thầy đã hàng tháng tu lên Thầy hết rồi. Thầy biết hết người nào có tu người nào không tu, sao biết hết chứ. Đức Thầy tới về thì nói không phải mà chờ tới ngày Đức Thầy về. Bây giờ Đức Thầy về mình chắc cũng không biết mà tới ngày kết cục Đức Thầy về là nguyên hình y như hồng trẻ, không thay đổi, không phải đó trẻ mà bây giờ lớn già nó khác nhau, không có, cũng vẫn trẻ y vậy. Bởi Đức Thầy cho biết ta đi sao gì vậy là không thay đổi. Còn bây giờ thì Đức Thầy cũng vẫn viếng thăm mình mà tại mình không biết thôi. Có nhiều khi mình đã gặp Thầy rồi mà mình cũng không có biết Thầy ha. Ừ. Thì
sau biết cái nguyên nhân tại sao mà theo ông ngoại lại biết là khi mà thầy về thì cái bóng hình của ngài vẫn còn y gan vậy, ông giống như ông già. Cái đó là Đức Thầy nói á. Dạ. Trước ngày Đức Thầy ra đi vắng mặt á, thì Đức Thầy đã nói ra đi sau thì vậy, không thay đổi gì hết. Nếu thay đổi thì bổn đạo đâu có biết ra gì. Nếu mà đi mà ví dụ như cái tuổi mình lớn rồi mình về Ừ, thì ví thì dụ khác như rồi. nếu nếu mà mình xưng mình là thầy thì đâu có ai tin. Ừ, đâu anh tin. Bởi nói cái này nữa, lúc mà trước ngày Đức Thầy đi á, nói bà con mình ở nhà ráng lo tu hành nha, chứ thầy vắng mặt rồi là nhiều nhiều người á, mở lên xưng thầy xưng ông á, kia dữ lắm á, hay dữ lắm á. Mà thấy á, thật sự có thật có nhiều người xưng dữ lắm. Nhiều người xin thì Chính làm lúc tôi còn ở thành phố không ấy, có mấy anh cháu quen nó mới điện vô hai ba bữa nay là nó nói có ông đó sư xưng ông sư dạy bán khoai lại nhà nó nói chuyện thì cũng nói trong đạo giảng ông sư dạy bán khoai không, mới đâu hai ba lần cái nó mới nói tôi nói như vậy á, mày chờ tới nào không có lợi nữa mày điện mày hỏi tao đâu tao chỉ do cái mày chạy mày rước tao nó ai về lợi lần nữa nó không nói, nó không cho mình hay cái nó nói nữa cái tôi trách nó, trách nó sau này lần sau nữa cái ông đó lợi tới nhà đó cũng nói chuyện vậy cái nó bước ra ngoài nó điện tôi, cái tôi nói ờ mày chạy lên tại quận 6 á mày chân chỗ đó đó mà rước tao, rước giờ xuống tới nhà nó thì bước vô cái cửa cái đường còn ngoài sân vô nhà tôi dọc này tôi nói bán được bao nhiêu tàu khai rồi lặng thâm không bao giờ nói chuyện nữa rồi biết tích tới giờ là có thể là trên 6-7 năm rồi. Không đáo lại Cái đó là giống như người ta xưng ông này ông kia à, giả là làm nhưng mà theo theo ông ngoại á, ví dụ như những cái người mà người ta xưng như vậy á thì người ta được cái gì không? được cái gì không thì cũng người ta biết có lợi lộc gì đó người ta mới làm vậy, còn với mình thì mình thấy không có lợi lộc. Đây là Đức Thầy á chuyển nhiều xác rồi trở đây là mà cứu độ chúng sanh, lúc ở Cao Miên gì bánh Tần Hoàng trở về Nam mới có sửa sang cho bá tánh đó được chân lý, lúc Cao Miên là ông Phật trầm là cũng Đức Quỳnh Giáo Chủ mình đó trầm trở về Đức Bổn Sư đó, cũng ổng đó rồi sư giải bông khoai cũng ổng đó tới thật thầy Tây An ông đó tới Đức Quỳnh Giáo Chủ là chót rồi ngang không còn tái diễn nữa ngang hết đó tới thời kỳ này là hủy vũ cảnh trần cảnh đời này cảnh trần này đó chứ không còn đạo xuống lần nữa không có bảo quyết dạy chúng sanh ráng tu tập rằng mà được trở về được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu cho thấy chúng sanh đời này hết con buông ra tiêu hết không còn bảo ráng xuống trần để mà dạy rồi mà độ được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Cái thời lượng chương trình đó thì nói chung ra là nó cũng không có còn cho phép nhiều, thì hôm nay á thì cuối chương trình đó thì ông ngoại có những cái lời nào mà nói cho mọi người biết nghe để tu gấp trong cái thời kỳ này ông ngoại. Xin bà con nếu mà được nghe trong cái clip này mà nghe tôi kể chuyện vậy đó, thì tôi mong bà con ráng niệm Phật cho nhanh lẹ ăn chút đi bà con niệm đi tu tắt đi cho tôi dòng mà không kịp đâu tu tắt đi niệm 6 chữ Như Đà đi đứng nằm ngồi mình vừa mà nấu cơm cái gì làm cũng được hết chứ không phải là phải chờ tới ngày giờ giác chiều giác tối giác sáng thì mình cúng lại mới là giác nào mình niệm Phật được hết đó là tu tập pháp môn tịnh độ của Đức Phật thầy.
cái của Phật A Di Đà chỉ dạy mình đó, mà Đức Quỳnh giáo chủ cũng có nói mình đó, thì gián niệm đó đó là cái đường đi nhanh lẹ tắt. Thôi tôi xin kính chúc bà con được an thân, an tâm, an lạc. Xin chúc bà con khỏe mạnh và dán tu tập sửa lợi tới ngày lập hội hôm qua là mình còn sống sót qua đời thực cổ. Dạ, con rồi. Dạ, cũng cảm ơn mày. Chỉ cái thầy này thì cũng là cái thầy trì cuối rồi. Thì nói chung là chỉ có môn tịnh độ là mới gọi là cái môn cứu cánh không ạ. Dạ, con xin phép được kết thúc chương trình này.